Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc thứ năm ngày 3 tháng 8 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay lọc miền Bắc ở trên kênh nó về được cái lọc đó là cái con 98. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai. Còn bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 67, còn song thủ mình dự đoán cái cặp 57 75. Mọi người hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc mọi người và anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.